sang kiện tí. Này có mang cái cây nào đi không anh? Đấy, anh Hùng. Thôi nhỏ đấy, đẹp này. À đây à? Chờ tí để ra kim đường ra cái. Xin chào những người hùng của chợ Vạn Phúc. Dạ. Kiếm được những cái hàng này thì khai quật ở đâu đây? Anh mới đi khai quật được hai buổi. Đẹp quá. Gì mình có ít gì mình có nhà vườn mình để cây này nhỉ? Tìm lại cái nét xưa. Thành vách tinh túy các cụ ơi. Bao tiền đấy anh Kiện? 18 triệu. 18. 18. Rẻ nhỉ. Đấy. Vâng, bác cứ đọc đi. 0967 113 013 ngay lại đọc số khác à? Vẫn số đấy. Trước cứ đọc 00 gì ấy, 0967. Trước cứ đọc 07 gì ấy. Đâu, 0967. Rồi, biết rồi. Đi không đổi tên, đổi họ. Đấy. Lại lên đường thôi, sớm. Sáng là đã có ai chăm nghe cho anh? Có một vài người ngắm thôi. Bóng lá đẹp lắm. Vâng. Nhìn cứ như răm móng ấy nhỉ? Và nhìn cứ như răm lá móng ấy nhỉ? Răm ra lá. Kinh nghệ nhỉ. Nét xưa. Hôm nay mới ra chợ anh nhỉ? Đúng không? À, lại mùa săn cây lại bắt đầu sôi động. Đấy. Không mua thì mua cái gì đúng không anh ạ? À, nhiều lắm anh ạ. À, em đang bắt tay anh ấy. Mùa săn cây bắt đầu. Săn kết trang, có vẻ kết trang. Hai quả phúc này. À đây nhỉ. Ơi à, con này mới à? Mẹ phun kinh thế nhỉ. Cho ăn cái gì mà phun khiếp thế. Nó ăn phân. Nghiêng lên tí nữa. Điền đấy chứ đúng không? Điền. Chất bằng còn chất cả để bây giờ nó lở ra sợ ghê thật. Báo giá cho anh em biết là bao nhiêu anh? 3,5 củ. À, Hùng, anh Hùng cao chất lâu nhất chợ Vạn Phúc. Bệ bệ bằng quách. Thật mẹ bé ở cái bệ nó phun là ghê thật. Điểm nào cũng có nha. Người tốt đấy, người tốt đấy. Chỉ có vitamin ủ nỉn thôi nó mới phun được ra như này. Tín đồ mini đâu ra đây mà bê về. Đá êm ru. Mẹ xấu rồi, chết rồi mà thế. Nó làm cái giả đất giả chợ. Thế con này thì của ai đấy anh Hùng? Thắng. À Thắng à? Anh mang có mỗi con này đi à? Mấy con nhỏ đấy. À. Đây à. Đây đây. À ừ nhỉ. Mẹ đẹp, mẹ chân đẹp thế nhỉ? Đấy, đấy. 2,5 triệu.
tiền hết. Cành 55 ui, cái này sau nó biến kinh lắm, phải một cái bệ nó ra. Con của Phúc đấy. Biến kinh lắm. Rồi nhà tầm khoảng 15-20 cái. Không gặp đất thì bán. Kiếm đâu lắm quả Phúc thế à? Kiếm đâu lắm quả Phúc thế. Có đi thấy lại mua. Cắt trên cây cũng mua. Bây giờ đi mua, mua mỗi ngọn không thôi. Đấy. Mỗi ngọn không thôi. Ăn cả đá rồi. Vệ kinh thật. Mới buộc vào thôi. Không được rồi nhá. Nó hôm bỏ đá ra nó không sống. Các cái dễ bỏ lại. Đây này. Ôm đây này. Ây chà, à đấy. Xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Cần thì to nhỉ. Đúng rồi. Chơi trên máy thế là quá tuyệt vời. Thế nào? Có để mở rộng vào cái chậu đấy nó khoảng 5. Thắng vẹo xem nào. Thắng trước vẹo. Là thằng thắng vẹo ngồi ở trong kia. Thắng vẹo. Con này phải gặp thằng là bát lắm. Đầu tiên dòng dâm vào chậu nhỏ phải cho ra. Nó to tí rồi ra thùng xốp. Đúng rồi. Làm đá vào cho thùng xốp. Toàn hàng chất lượng đấy. Được cao. Này nhún biến nhún. Này về biết làm thì ok đấy. Có bán một cái nhà 7 đầu. Nhớ lúc nó hùn quá nó không hay. Hùn quá bóng ra không nhìn được gì. Cái này tàn thiên nhiên đấy cả. Cái tàn thiên nhiên. Cứ lên là cắt thôi. Sau nó dày như mai chú thủy. Sướng. Đấy, chả bỏ cái nào, chả bỏ cái nào. Cắt giật nó ta được chứ. Quan trọng đẹp với nó rẻ. Đấy, tự nhiên thì ngọt chất cài thì ngọt đấy. Là bây giờ mà vứt cổ tay. Bây giờ mà bảo chờ 3 năm nữa thì mua làm sao được. Thì lúc ấy là nó kinh lắm. Bây giờ cái ngọt thì nó ra. Vâng. Chất liệu dễ nó phun ra mày. Nhìn cao thật. Hôm nay mẹ kể cả sau sấn đi cũng sướng. Dễ này. Nó lại ôm là nó phun. Cây mai của vời. Vài hôm trước khoảng 10 triệu chưa bán đi. Giá rẻ đây. Đấy, sung là cứ loanh quanh 100 một cây. Mét nhè luôn. Xi này chắc là anh Hải kết rồi đây nhưng mà cái chậu chưa ra đi. Cái phù vẫn đang búa. Ngọt quá. Các cụ còn đang bú. Cả cây là bao nhiêu anh Hiếu nhỉ? Cả cây là bao nhiêu? Cả cây á? Ừ. Chú hỏi cho khách chứ, chú hỏi của chú. Hỏi cho khách thôi chứ em không lấy, em không mua cây. Ông nào mà ông nào thích cây em lại xin lại cái chậu. 15 củ. Bằng cả là anh để lại cho vợ chơi hoa. Còn cái chậu là 1.8 triệu.
chậu của chú bác. Được, em thích cái chậu của nó. Nhưng mà thích thôi, đừng bắt anh nhổ cây ra. Ừ, thế bảo là ông nào mà cứ thấy để vườn mãi thì em sang. Tại em đang có cái cây si nó vừa với cái chậu này quá. Phú là đấy lấy của Phú, bây giờ là hết rồi. Bây giờ không có mẫu này. Có. Thế mới thích chứ có thì thích cần gì. Thích cái gì mà nó đang không có. Đây này. Định mua cái chậu này 1 triệu của Phú này. Ừ. Định nhổ ra thay cây này vào cho nó khỏe này. Ừ. Cất cái chậu này cất, đi cất, nhưng cất. Mà giờ nhổ ra tiếc này. Đúng rồi. Thế hôm nào sang thay giúp. Bây giờ cứ để đây cho nó đẹp. Đây này, hôm vừa rồi ra lấy cũng 1 triệu chậu này. Châu Nguyệt này. Vâng. Bây giờ nhiều hàng này trồng nó cũng sạch nè. Tháng dần dần tiến tới rồi. Chất lượng chơi chậm đẹp. Vâng. Đúng rồi. Cây nó lên tầm rồi. Cây lên tầm ngay. Cây đẹp nó cho vào trồng sống hay nó có vẻ. Nó khó chịu lắm. Kiểu gì? Khó chịu lắm. Nó phải nâng đẳng cấp của nó lên. Con này kinh điển nó nhảy ra chắc. Bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? 40 à? Mấy nhỉ? Vừa nãy bảo mấy nhỉ? Kinh thế nhỉ? Sách như lại lượn con nhỉ? Không có. Không có. Cây áo của anh cởi anh đưa cho họ. Đúng chất đi chợ đấy nhỉ? Cây cây đấy, cây hàng xách tay ra ngoài xin đi xin từ bóng đấy. Ở đâu mà nhìn nó quen quen nhỉ? Thủy Vợ Tuấn, kia là Thủy Vợ Tuấn. Đây là mẹ này gì nhỉ? Bán hàng Mai Lịch nhỉ? À, bán hàng lá Mai Lịch. Anh Hiếu, bên này là bao nhiêu tiền nhỉ? À đấy, đang hỏi Ông Mộc Mai bao nhiêu tiền? Ông Mộc Mai ạ. Đây này được ạ. Cái này ông lấy chồng lấy ông 1.2 triệu. Biết được không ạ? Chậu đẹp rồi đấy. Chậu đẹp này. Đâu nhỉ? Chưa biết bao tiền. 2.500 chưa? 5 biển à? À quê, quê. À, sơn liệu. Sơn liệu 1.4 triệu rồi. Sơn liệu. Giá là gì? Đâu? 1.6 triệu. À. Sát bỏ lá đấy. Nghệ nhân này, cây này bao nhiêu đấy? Đây, cây này bao nhiêu tiền đấy? Cái này á, giao dịch tại vườn. Mua tại vườn. Loanh quanh 40 chứ mấy. Đấy, này, trở đi để câu à? Giao dịch tại vườn. À, rồi nhớ. Rồi. Bây giờ năm mới khác. Bây giờ năm mới giá nó cao lắm. Đúng rồi. À đây à, số ở nhà xe đây rồi. Cái số bị bất ngờ là số 1 nhé. Vâng. À, nghe tiếng quê hương mình lắm nhỉ. Ở thế à? Nghe mình nói chuyện với nhau chứ nhỉ? Nói thôi. À, nhiều, rất nhiều. À, thế. Họ mới video đấy. À. Hôm nay xuống cửa đây. Tôi có điện để xuống đấy. Vâng. Nhắm được cái gì chưa? Đầu này không xác định là đi mua cây vâng. Thì làm dưới cái đường. À. Qua đấy sự. Có công trình hay cái gì đấy bác? Mình là công trình. À, hay quá. Ra đây lâu chưa? Em ra từ sáng. Vâng.
đang tác nghiệp. Vâng, tí nữa anh em ra uống nước nhỉ. Vâng, số vừa nãy gọi em đấy đúng không? Ok bạn. Đấy. Rồi ok các bác, hết khu vực này rồi. Như vậy là toàn cảnh cái khu vực này rất sôi động người mua nhưng mà người bán thì ít rồi. Bán có nhiều người ít cây. Đấy các bác ạ. Chúng ta xem có những cái câu chuyện gì hay tôi quay lại cho các bác xem. Nha các bác nha.